cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Thì bây giờ mình anh em mình đang làm gà đốt ôm thum nha mọi người. Đây hạt dỗi nha mọi người. Đây là hạt dỗi nè. Còn đây là lá chanh. Đây lá chanh nha mọi người, mình sẽ xào lên cho nó thơm nha mọi người. Này đầu bếp A Dạng ở thị trấn Tầm Du nha mọi người. Đây xào cho đến khi mà lá chanh mà cháy xém xém và nó mới thơm nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho lá chanh ra. Tiếp tục mình cho hạt mắc khén vào mình rang tiếp nha mọi người. Còn đây là hạt dỗi. Rang mắt khén cho đến khi nó thơm rồi nha mọi người thì mình sẽ cho ra. Tiếp tục mình sẽ rang hạt dỗi nha mọi người. Đây là hạt dỗi nè, cũng là đặc sản của miền Tây Bắc nè. Nhà dỗ rất là thơm luôn nha mọi người. Lấy hai gói đi. Hai gói đi. Cái hạt dỗ rất là thơm nha mọi người. Bây giờ mình sẽ ướp gà nha mọi người. Gà tre, gà tre. Này là bột ớt nha mọi người. Bột ớt Hàn Quốc. Này là sa tế. Chờ nấu nha mọi người. Bột ớt Hàn Quốc nha mọi người. Đây là muối tiêu nha mọi người. Sau đó mình sẽ xay mắt khén với hạt dỗi nha mọi người. Thank you.
Và tiếp tục là xay lá chanh nha mọi người. Lá chanh lúc nãy mình rang lên á, bây giờ mình sẽ xay luôn nha mọi người. Đây hạt dỗ với mắt kén nha mọi người, với lá chanh mình vừa xay ra nha. Rồi đủ rồi, hạt dỗ với mắt kén rất là thơm nha mọi người, thì gia vị đã đủ rồi, mình chỉ trộn cho đều thôi. Bây giờ mình sẽ hòa đều cái gia vị cho nó thấm đường gà nha mọi người. Hợp hợp kho đều gà nha mọi người. Đây nha mọi người, thì mình sẽ nốt xả với lá chanh ở dưới nồi nha mọi người. Sau đó mình sẽ cho dầu ăn vào nè. Khoảng hơn một lóng tay dầu ăn nha mọi người. Đây. Xong tiếp tục mình sẽ cho con gà vào để mình hấp nha mọi người. Lát mình cỡ luôn mà. Đây, xong rồi mình sẽ đem lên nhà mình chiên nha mọi người. Rồi mình sẽ bắt lên để mình là mình chiên nha mọi người. Đây nha mọi người, thì gà nấu ô thum bây giờ mình sang đốt nha mọi người. Đây, bây giờ gần chín rồi nha mọi người. Đây, cái màu bên đây rất đẹp nha mọi người. Tiếp tục. Thum hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Thank you.
bé ú đang cắt gà đốt ô thum nha mọi người. Đây nha mọi người, nhìn rất là hấp dẫn nha. Bỏ rau răm lên nè, đó. Hoàn tất món gà đốt ô thum nha mọi người. Hẹn mọi người ở video tiếp theo nha. Nha mọi người, hai con này thì đã chín rồi nha mọi người, mà rất là đẹp nha, đó. Đây là lươn. Lươn lá cá nha mọi người.